Xin chào các bác nha, anh em chúng tôi đang chuẩn bị đi câu nhé. Đây, ông Hải nhé, siêu kinh thủ. Rồi, Hải còn đi xe. Đây, chai đây đây, chai chống muỗi nha các bạn, chai xuất teo. Để đút củi. Được rồi, đút củi đây chắc hơn. Rồi, lên đường nha các bạn. Hải áp lực rồi. Đây, còn xe này là Danh mới phát nha. Cần câu đâu mày, cần câu để đâu không? Đây này, câu nè. Đó, cần câu nha. Rớt rớt. Thấy không, như chơi đi, câu đùa. Rồi, đi. Rồi, anh em mình mới tới rồi nha các bạn. Ông Hải với ông Toàn đang đi phía sau kìa. Hôm nay đi câu mua bánh mì nhá, bánh mì không nè. Rồi bên đây có chuối nè. Đây có mì tôm nè. Ok chưa? Giờ chuẩn bị ra cần nha các bạn. Ăn bánh mì mù cạt nha các bạn. Bánh mì xúc xích mù cạt. Ăn xong rồi chiến. Bên kia nó làm nuôi cá lồng hả? Không, nó làm cái vỏ nó cắt cá. Ra xong chạy rồi nha các bạn. Chạy giờ cứ để đây nè, để tí nữa tối khuya mới vào ngủ nha. Giờ ra đây câu cá. Ông Hải đang lo đốt lửa. Hải là người phụ nữ của gia đình nè. Ngồi đó ẩm. Câu cá mấy anh. Dạ. Để các quay video tí. Giờ đang câu cần mà cây nha các bạn. Mấy cái phao sáng bên ngoài nè là phao cần cây á. Đây nè, câu thế này nè. Đấy. Đang săn hàng nha. Đây cần của Phát nè. Hai ông đi đâu vậy? Nhóm lửa hay sao? Đấy, săn hàng nha các bạn. Đập 48 nha. Buổi tối họ bật đèn sáng trưng à, thấy không? Đây cần máy đây các bạn. Cần máy để ở ven hồ đây nhá. Còn là móc mồi vuông với mồi dế thôi. Câu lưỡi đơn bình thường thôi nha. Đó. Đang ném ở ngoài hồ hết các bạn. Đây nè, đây 4 cần nhá. Gác lên xe máy luôn. Đây một cần nữa nè, gác lên cục đá. Còn cần cây vẫn ở đây nhé. Đây, lửa bây giờ chuyển sang chỗ ngoài bờ đất đốt rồi nha các bạn. Để đốt ở đó cho nó sưởi ấm cái trại ở bên cạnh nhé. Bây giờ đang đợi có cá ăn thì mình quay tiếp nhé. Nay săn hàng đêm, hy vọng là có hàng nha các bạn. Ra xong đúng cần, đúng mệt luôn. Từ hồi 6 giờ hơn đến gần 7 giờ mới xong. Rồi, đây là toàn cảnh hôm nay nha các bạn. Bờ đập họ vẫn bật điện đến sáng mai cơ. Đó. Mấy anh em đang vẫn ngồi săn hàng nè. Sao ngày hôm nay kỳ thế, ngày hôm nay móm dữ rồi ta. Có khi nào buổi sáng họ đi trích điện hết rồi không? Hôm nay câu không thấy con nào ăn hết. Bây giờ đang đi dạo nha các bạn. Đi lên trên đập nè. Đi dạo. Bốn anh em đi. Ở bên đây nó xay cái bức đây mà sao bên đây nó không xay đâu. Mà ta đang thắc mắc này. Ê, mà cái này mình uống á, cái này sao nó xay thấp dữ rồi ta? Ở xây thấp ghê á, lỡ mai đi lọt ở đây sao cả. Cái này cái mà xây được
chắc nó để ngắm cảnh hay sao á. Dưới đây bãi cỏ, cái này buổi sáng clip trước buổi sáng mình có quay dưới đây rồi nha, đây bây giờ quay ban đêm nha. Má bóp ta để ở dưới đó. Lúc bây giờ xả mặn đây á. Ừ. Xả mặn lần trước hay sao? Thôi để ý đi lều vậy bay. Bóp ta để dưới đó. Này, thôi nó sợ. Phải rồi. Mấy ông đang đi trước rồi, thấy không? Có một có đèn pin này. Nhìn ghê thật. Nước nó xả ở dưới đây ra nè. Cửa nó đóng cửa mà. Cửa nó khóa rồi. Nó còn thang lên xuống nữa. Giang thôi thôi rồi. Nó còn thang lên xuống. Ghê quá, thằng nào dám đi ở đây coi. Ghê quá. Giờ đi về thôi. Đi về chỗ cắm trại. Giờ đến giờ ăn tối nha các bạn. Cơm chan sushi, nước mắt. Không được con cá hết, mang cơm mà giờ phải chan wasabi ăn đỡ nha. Ăn thằng cái này nói được tiếng Nhật luôn. Magia Oyawa. Thật là nhức nách ghê các bạn. Đũa Nhật đàng hoàng nè. Đó, đũa chữ Nhật đàng hoàng. Nhức nách thật. Mát thiệt. Ăn cái này sao mày nói tiếng Nhật được luôn á. Ăn giống sushi vậy hả? Thật là nít cái nát. Tiếp tục quá trình săn hàng siêu móm nha các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ khuya rồi nha, chuẩn bị đi ngủ nha. Cá thôi ba móm luôn. Lên chỗ cái mái hiên nhà này nè. Cũng ngay đập luôn thôi. Đó. Có chỗ này trú mưa được nè. Nên là nằm đây ngủ luôn nhé. Dựng trại nằm đây nè. Đó. Toàn nằm võng. Đây có ghế đá nữa nè. Ngoài kia vẫn còn nhiều ánh đèn nhà dân nè. Đó. Đây cũng gần nhà dân mà không có sâu xa gì đâu. Ghế đá kiểu ở đây giống như là một chỗ công viên của đập đấy. Đây các bạn, đây cái cần máy nhá. Cần máy bây giờ mang đi cắm cần luôn nha các bạn. Đó. Bóc cục mồi dế như thế này nhá, xong rồi ra cắm nha các bạn. Ra đây nè, gác lên mấy cái cây ven hồ nè, xong rồi cho nó xuống nước. Đó, như thế này nha các bạn. Đó, để xem có cá không nhá. Đây cần máy vừa mới cắm câu đã dính cá khủng rồi nè các bạn. Này hơn con ông Hải rồi. Con này ngon hơn nhiều. Con này mình đi để đó, đi. Đi mà lấy ra đi. Đó, nó bị tuột lưỡi rồi nè. Lắp vào luôn đi. Thay mồi. Làm sao? Tháo ra vứt đất nè. Tháo ra coi cầm cho xong rồi phải thay mồi. Cẩn thận nó cáp nha, má cáp cục cây á. Nó móc mình cái khóe miệng mà mở không ra được. Đi cầm đi. Đây cầm mở cho. Làm gì mà mở không ra mà. Từ từ bỏ nó đi thăm mấy thằng kia đó. Ừ. Vậy đi. Bỏ dưới đất đi. Nhưng mà đừng có đem cắt cái hồng. Đi, xách ra đây. Đi, cứ cầm vậy đi, cầm vậy đi. Đi ra đây. Để ra
Để cái nắp vậy rồi. Đi. Rồi, lên hàng. Cá lăng hả? Cá lăng. Ô ngon, cá lăng. Rồi, tới công chuyện rồi. Lần đầu tiên lên được ăn cá lăng rồi. Cá lăng phải không? Đồ. Lăng vàng. Ngon quá ngon. Dính dế đây. Thế không? Lần đầu tiên câu được cá lăng. Má, cái này đi cắm câu đúng nhất nách nhờ. Cái này mình có cần bài bản cắm thì được mày. Cá lóc ở đây ghê quá mày ơi. Con quái vật gì vậy? Hai con luôn hả? Dạ. Còn được mấy hả? Không. Con tay tao đâu? Kéo mất rồi. Mở ra cắm tiếp nha. Con cá lóc hả? Ừ. Cá lăng nè. Rồi đây các bạn, thành quả này. Cá lóc to chà bá lửa luôn. Ở vô thôi. Cá lăng nữa nè. Trong đây có mỗi loại một con mà. Có con cá bóng nữa. Hay ghê. Ông Hải vẫn còn ngủ hả? Ừ. Ông Hải đi câu đột ngủ không. Còn vậy luôn. Má này nó thúc rách lưới luôn à. Có khi nào nó cào rách lưới đây vô. Chắc không đâu, đều đến tình huống ghê chứ. Rồi á, thả xuống gầm trước. Sao phao của mẹ lên đó. Trời bắt đầu rạng sáng rồi nha các bạn. Tầm 5 giờ hơn tí rồi. Bắt đầu có vầng hào quang lên rồi nha. Danh. Gì? Phao chạm đáy quá, phao đéo đứng rồi. Phao lửng quá. Qua cắm câu thành công phết các bạn. Tiếp tục đi. Chờ đợi ký nữa đi thăm câu lần nữa nha các bạn. Còn lấy cần máy đi cắm câu không à. Cần máy nó mới chịu được cá ở đây. Cá có mà. Ok nha. Xin chào các bác ngày mới nha. Trời bắt đầu thấy rõ rồi. Sáng hơn rồi nè. Cầm sáng, độ sáng này quay thấy rõ rồi. Chứ buổi tối quay cứ nhập nha nhập nhèm. Không thấy rõ mấy. Ông Hải với ông Phát vẫn đang ngủ nè. Đây có Danh với Toàn ngồi cắm bình minh mọc nãy giờ. Ló lên rồi nè. Ló hào quang lên rồi. Chuẩn bị ló mặt trời lên nữa. Cần tay câu đúng một đêm luôn. Không một con nào ăn luôn. Có ăn mà chứ không được con nào hết. Để tí nữa đi thăm câu tiếp nha. Đang săn cá gần tay. Ôi à. Phao của ông Hải nó không bén lắm. Phao 15.000 nữa mà. Toàn pha màu đi Toàn. Nói này pha màu với công thức gì rồi pha lại đi Toàn. Hết rồi à? Luôn gì vậy? Gì ăn phao rồi, giật đi. Nhân rồi. Nó lâu đây gì á? Đóng. Ui, dính cá rồi các bạn. Cá rô. À, bây giờ bắt đầu có rô hả? Dạ, có rô vô ăn luôn rồi nè các bạn.
nhức nát chưa. Rồi, đi cất cá đó. Đổ mấy cái chai chạy đúng không anh? Rồi đó. Ui ui, hồi nãy câu được con cá trắng rồi nè. Đây nè, cá trắng này, mới mấy con cá bóng. Còn cá, con cá lóc là to là để vô thùng rồi nha, để vô thùng xốp rồi. Xốp trắng đi rồi. Mới lên cá nè các bạn, phát nó câu lên cá rô co chưa? Đấy đấy. Tôi cầm dọ lên, cái má của nó là thề chưa? Cho lên đây này, nó rất xuống dưới đây. Dành lại giải dụng cái lưỡi nha. Cứu rồi nha. Mà giờ đã chưa? Rô to dữ ta. Bây giờ đầu giờ sáng cá vô ăn ghê. Nuốt luôn rồi. Ui ui. Khỏe quá. Cho cháu lên, tôi đạp đó. Cơ, cho nó dậy mệt đi. Đó. Này nó khỏe rồi. Khỏe là khó gỡ. Cũng được gần bằng bàn tay. Ôi, nuốt mất rồi. Nuốt lưỡi mất rồi. Này, ta vừa thả xuống thì là mắc cái ghế gì rồi. Rồi, đứt lưỡi luôn. Mắc đứt lưỡi. Đây, đây, đây. Cột, rồi. Xuống. Đây, cá bé bé rồi. Còn mấy lưỡi? Còn lưỡi. Còn lưỡi cho cáu. Rồi giờ chuẩn bị thu cần về rồi nha các bạn. Con cá rô nhỏ này mình thả đi nhé, cho nó to rồi câu. Đây được thành quả nè, một con cá rô to nè, một con cá lúi to nè, cá trắng đó, với hai con cá bóng vừa vừa, với một con cá lăn bị sảy mất rồi. Cá lăng cũng bự bự. Còn một con hàng khủng là cá lóc này. Cá lóc này cắm câu được này. Co dã man cầm đảo. Đó. Cá này cá tự nhiên nha các bạn. Xin thưa là các bạn đi mua cá nuôi là không bao giờ có nuôi nào mà nó khủng khiếp như thế này nha. Nhìn người nó thon mà nó cực kỳ ghê gớm luôn á. Đó. Ok nha. Đổ nước ra. Thải, đổ nước lạnh nó ra. Ngâm đây luôn. Không, đổ ra đi, cho nó ngập đi. Đổ đi. Rồi, bây giờ chuẩn bị thu cần về nha các bạn. Cần máy thì thu hết rồi. Còn cần tay gãy gãy ra vui là về thôi. Đó, trời cũng sáng hẳn rồi. Thu trại các thứ về nha các bạn. Ok, hẹn là gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Nhớ like, đăng ký kênh để coi những video câu cá tự nhiên tiếp theo nhé. Lâu lắm rồi mới... có buổi đi câu hoành tráng như thế này nhá. Ok các bạn nha. Bọn nó thu hấp cái nước đá đây, bọn nó mới chế. Đá rồi, để ngâm cá. Cá nó kiểu mát quá. Con cá lăng do con cá lóc á, nó cắn nó rách cái lưới đựng nên cá lăng nó chui ra được mất. Rồi, ok. Ngồi chờ tí đi. Tí tắt nước ra rồi đi. Đây, thu trại đã, tắt máy thu trại nha các bạn. Rồi ok xong rồi các bác, món cá lóc đã nấu xong rồi nè. Đây canh này nấu canh chua nhé, canh chua nấu cái đầu. Còn cái thân nè, cái thân nướng nha các bạn. Với cá rô với cá trắng nè, đấy một nồi nhá. Làm với bún nhức nắp luôn các bạn ơi. Khúc cá lóc mà, khủng khiếp không à.